Thân chào các bạn khán giả của Dòng Máu Lạc Hồng. Như chúng ta đã biết, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, gọi tắt là SEA Games 32, đã và đang diễn ra từ ngày 5 đến ngày 17 tháng 5 năm 2023 tại Campuchia với sự hiện diện của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Lào, Campuchia, Brunei, Timor-Leste và nước chủ nhà Campuchia. Và tính đến ngày 13 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam chúng ta đã giành tổng cộng 219 huy chương, trong đó có đến 71 huy chương vàng, 68 huy chương bạc và 80 huy chương đồng. Với kết quả này, đoàn Việt Nam đang vững vàng ở ngôi đầu khi dẫn đầu bảng tổng xếp hạng số huy chương SEA Games 32 và bỏ xa đoàn Thái Lan đến 11 huy chương vàng. Trước đó, trong ngày thi đấu 12 tháng 5 của SEA Games 32, các vận động viên Việt Nam đã giành thêm tổng cộng 13 huy chương vàng, trong đó hai môn đóng góp nhiều nhất là ủ xu và lặn với 9 huy chương vàng. Thành tích này giúp đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số huy chương vàng lên con số 71. Đoàn thể thao Việt Nam theo đó đã bỏ xa đoàn thứ hai là Thái Lan với 11 huy chương vàng. Trước đó, trong ngày 12 tháng 5, đoàn thể thao Thái Lan cũng đã giành thêm 6 huy chương vàng để vượt qua đoàn Campuchia, hiện đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương. Trong khi đó, đoàn thể thao Campuchia thất thu khi chỉ giành thêm 1 huy chương vàng và rơi xuống vị trí thứ 3. Đứng ở các vị trí tiếp theo là đoàn Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia, Myanmar và Lào. Hai đoàn thể thao Brunei và Timor-Leste đứng cuối bảng tổng sắp, trong đó Timor-Leste vẫn chưa có huy chương vàng nào. Như vậy, trong bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32, tính đến ngày 13 tháng 5, Việt Nam vẫn giữ được ngôi đầu. Để có những kết quả kể trên, không thể không nhắc đến thành tích của vận động viên Nguyễn Thị Oanh. Nữ chiến binh đã giành được huy chương vàng nội dung 1.500m nữ môn điền kinh. Vận động viên Việt Nam bỏ xa phần còn lại với thành tích 4 phút 16 giây 85. Vận động viên Nguyễn Thị Oanh sau đó còn tiếp tục xuất sắc giành huy chương vàng nội dung chạy vượt rào 3.000m nữ môn điền kinh tại SEA Games 32 với thành tích 10 phút 34 giây 37. Đây là tấm huy chương vàng thứ hai Nguyễn Thị Oanh giành được chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút và cũng là tấm huy chương vàng thứ 3 của chị tại SEA Games 32. Và đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 40 của đoàn thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 32. Cũng với thành tích của Oanh, võ sĩ Nguyễn Hoàng Hồng Ân cũng đoạt huy chương vàng sau khi hạ knockout võ sĩ Indonesia tại hạng cân 55kg nữ môn Pencak-Silat. Võ sĩ Bàng Thị Mai thắng knockout võ sĩ Campuchia giành huy chương vàng hạng cân 60kg nữ môn Khun Pukator. Kình ngư Phạm Thanh Bảo có pha nước rút ấn tượng để giành huy chương vàng nội dung bơi ếch 200m nam với thành tích 2 phút 11 giây 45, đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Với một loạt kết quả đầy ấn tượng này tại SEA Games, rất nhiều trang thể thao Thái Lan đã phải đưa tin như Thái PPS News, PPTV HD36, The Standard. Họ gọi Việt Nam là một hiện tượng và thu hút được nhiều sự chú ý của giới mạng Thái Lan. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem họ đã bình luận những gì trước những thành tích ấn tượng của đoàn Việt Nam nhé. Một cư dân mạng Thái bình luận rằng, tôi đang tự hỏi tại sao chúng ta không hào hứng với huy chương vàng và không quan tâm chúng ta sẽ giành được nhiều hay ít trong SEA Games này. Có lẽ vì họ quá thiên vị Campuchia nên tôi thực sự thờ ơ. Môn quân Khmer không có giá trị, chúng tôi chỉ tập trung vào thể thao quốc tế. Dành cho bạn nào không biết thì tại SEA Games năm nay, Campuchia đã tuyên bố dùng thuật ngữ Kun Khmer thay cho Muay Thái vào nội dung thi đấu tại SEA Games 32. Nó đã gây ra tranh cãi lớn do Muay Thái là môn thể thao quốc gia của Thái Lan, nhưng Campuchia khẳng định môn thể thao này có nguồn gốc từ võ thuật của đất nước họ và có tên gọi là Kun Khmer. Tại SEA Games 32, có 6 quốc gia tranh tài ở môn Kun Khmer cùng với chủ nhà Campuchia là Việt Nam, Lào, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar và không có Thái Lan. Một comment khác thì cho rằng, thành tích của Việt Nam có thể nói là nhờ rất nhiều công lao từ thể thao địa phương, đặc biệt là từ môn võ vào Việt Nam, nên điên cuồng tranh nhau 30 huy chương. Phải cân đo đong đếm với nhau, thực sự thể thao quốc tế và Á vận hội Việt Nam còn kém Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan chỉ đánh nhau về mặt bóng đá, chẳng có gì liên quan đến thứ khác. Việt Nam cũng được hưởng lợi từ các môn thể thao trong nước như võ Việt Nam, rất cuồng nhiệt, tranh 30 huy chương, nhưng cũng phải cân đong đếm. Thực sự, thể thao quốc tế và Asian Games, Việt Nam vẫn kém Thái Lan. Tuy nhiên, cũng có một bình luận gây chú ý khi cho rằng
đừng vội mừng nếu mọi quốc gia bao gồm cả Thái Lan chỉ sử dụng các vận động viên bản địa, không nhập tịch, thì Việt Nam chắc chắn là nhà vô địch Đông Nam Á mọi thời đại vì họ có một nền thể thao địa phương cực kỳ phát triển. Nhìn vào bảng tổng sắp huy chương, Việt Nam đã giành huy chương vàng một lần nữa như thường lệ. Campuchia là địa phương, Thái Lan là quốc tế, nhưng Việt Nam giỏi cả hai, cơ hội giành huy chương vàng, Việt Nam tuyệt nhất. Chủ nhà có rất nhiều môn thể thao địa phương, đây là một SEA Games mà tôi muốn kết thúc nhanh chóng nhiều điều gây tranh cãi. Việt Nam đừng vội mừng, Campuchia còn rất nhiều vàng trong tay. Nước nào là chủ nhà thì nhiều huy chương vàng, còn không sẽ đứng thứ hai trong bảng. Lần tới Thái Lan là chủ nhà nên cho môn thể thao gì đây? Campuchia đã làm được trong tư thế dẫn trước Thái Lan nhưng lại thua Việt Nam, đau quá. Trên thực tế, Thái Lan ít huy chương vàng vì họ chỉ gửi vận động viên tham gia những môn thể thao quốc tế mà thế giới chấp nhận. Còn một số môn thể thao địa phương đã bị Thái Lan loại và họ không gửi vận động viên đi thi đấu. Việt Nam thật đáng sợ, thời gian tới Thái Lan sẽ khó khăn hơn để giành huy chương vàng trong trường hợp cạnh tranh tại các quốc gia trung lập, Việt Nam sẽ làm tốt hơn. Việt Cộng hay thật, họ có thể thắng trong các cuộc chiến. Việt Nam là một đối thủ xứng tầm trong suốt thời gian qua, kể cả lượng dân số và những cam kết của họ. Như vậy có thể thấy rằng, nhìn chung cư dân mạng Thái Lan đều có ấn tượng trước thành tích đáng nể của đoàn Việt Nam. Và điều này có được phần lớn là nhờ tinh thần chiến đấu không ngại khó của các vận động viên nước ta trong suốt mùa giải. Trước đó, tới dự và phát biểu tại lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ rằng trong không khí cả nước hân hoan, chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay, chúng ta hết sức vui mừng cùng có mặt dự lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần thứ 32, được tổ chức tại nước bạn láng giềng anh em Campuchia. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của thể thao Việt Nam trong năm nay. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái khi ấy đã gửi tới toàn thể cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, các chuyên gia của đoàn thể thao Việt Nam và toàn thể quý vị đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games lần này. Có thể nói, đây là một hành động cổ vũ tinh thần quan trọng hơn bao giờ hết đến từ Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho các vận động viên. Và có lẽ chính sự kỳ vọng đó đã giúp các chiến binh người Việt tham gia cuộc thi không biết mệt mỏi. Đứng trước các vận động viên, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, thể dục thể thao giữ vị trí quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Quan trọng hơn thế, thể thao còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế của đất nước ta. Theo đồng chí Lê Minh Khái, SEA Games không chỉ đơn thuần là sự kiện thể thao của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, là cơ hội để các đoàn vận động viên đến từ 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á thể hiện tài năng, nâng cao thành tích thể thao của mình, mà còn là ngày hội thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực. Do đó, mỗi vận động viên được cử đi thi đấu đều như một sứ giả hòa bình, một sứ giả truyền bá văn hóa Việt Nam ra toàn khu vực. Đồng chí Lê Minh Khái tin tưởng rằng, mặc dù lần này chúng ta không có nhiều thuận lợi như SEA Games 31, nhưng với vị thế, khả năng của thể thao Việt Nam trong khu vực đó là đứng vững trong top đầu từ SEA Games 22 đến nay, cơ hội có thể đạt được mục tiêu đặt ra, thậm chí có thể ở mức cao. Tôi biết rằng tất cả thành viên của đoàn nhận thức rõ được vinh dự và trách nhiệm, đã và đang phấn đấu, nỗ lực với tinh thần phát huy cao nhất những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Lê Minh Khái bày tỏ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia của đoàn thể thao Việt Nam. Với niềm vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phát huy những thành công của thể thao Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là những thành công vượt bậc tại SEA Games 31 gần đây nhất, mỗi thành viên của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 cần phải nhận thức được trách nhiệm vẻ vang của mình, cần thể hiện tốt truyền thống văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đất nước đến bạn bè quốc tế. Tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị, giao lưu học tập kinh nghiệm với các nước bạn. Mỗi một cá nhân của đoàn thể thao Việt Nam là một đại sứ văn hóa của đất nước. Đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, các thành viên của đoàn cần đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững kỷ luật, đem hết tinh thần và nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, ngoan cường, sáng tạo, trung thực
để đạt thành tích cao nhất tại đại hội, góp phần nâng vị thế của thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới, khẳng định được truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam, tôn trọng luật lệ thi đấu, tôn trọng truyền thống văn hóa của các nước tham dự. Tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32, ông Đặng Việt Hà cho biết, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phấn đấu đạt từ 89 đến 120 huy chương vàng, đứng top đầu các quốc gia tham dự, duy trì các thứ hạng cao ở các môn thể thao Olympic. Đồng thời, mỗi thành viên của đoàn sẽ thể hiện tốt vai trò là thứ giảng hòa bình, góp phần giữ vững, tăng cường tính đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia Đông Nam Á. Ông Đoàn Việt Hà nhấn mạnh, Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng, các vận động viên đã sẵn sàng và chúng tôi luôn tự ý thức được sứ mệnh của mình là vì màu cờ sắc áo, vì trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân. Thay mặt Đoàn Thể thao Việt Nam, ông Đoàn Việt Hà bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân sẽ tạo thêm niềm tin mạnh mẽ, tiếp sức cho đoàn trên con đường thực hiện mục tiêu đề ra. Và như chúng ta đã biết, đến nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 71 huy chương vàng trên mục tiêu là 89 đến 120 huy chương vàng. Với tinh thần chiến đấu, mỗi một vận động viên là một chiến binh. Liệu các chiến sĩ người Việt Nam có đạt được mục tiêu đề ra hay không? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.